để khiến cho một chiếc laptop trở nên cao cấp như kiểu chiếc laptop cái mình đang có ở đây. Ngoài cấu hình bên trong ra thì nó cần những cái yếu tố sau để trở nên cao cấp này: màn hình, thiết kế bên ngoài, rồi là vật liệu hoàn thiện cái khung vỏ, hệ thống cổng kết nối, trackpad phải ngon, bàn phím nó phải ngon, rồi là tất cả các thứ đó tổng hòa lại mới khiến cho một chiếc laptop gaming từ buồn cười trông giống như kiểu một chiếc Acer Nitro 5 tầm 2021 đó trở nên cao cấp. Và với những chiếc laptop cao cấp như thế thì giá nó không hề rẻ một tí nào, toàn là 40 triệu đổ lên thôi anh em ạ. Ừ. Và cấu hình thì anh em nghe thì nghe nó cũng kiểu bình thường, kiểu RTX 4050, 4060 hoàn toàn mua được 25 triệu đúng không? Nhưng không, hôm nay mình sẽ đưa cho anh em một deal. Ui thề nó ngon dã man. Đây, Acer Predator Helios 16, không hề có neo. Và để tìm hiểu xem tại sao chiếc laptop cao cấp này lại có giá rẻ đến như thế thì để Huyền nhảy sổ thẳng vào mặt anh em này cái nhá. Ừ. Hello, xin chào tất cả anh em, lại là Ngọc Huyền đây. Và sắp tới là tới hồi nhập học rồi. Tại sao năm một computer lại không giảm giá cho anh em để có thể sở hữu được những chiếc laptop đồng hành cùng với anh em trong vòng 5 năm tới? Và đây, chương trình khuyến mãi có tên là Xin chuyển vừa laptop, tiết kiệm còn có quà. Và đặc biệt là các mẫu laptop dạo này anh em đang quan tâm, ví dụ như là Lenovo IdeaPad Slim 5, Lenovo LOQ 3050 với mức giá như này, còn như này. Và đặc biệt là khi anh em mua laptop tại Nova Computer có thể sở hữu khuyến mãi lên tới 5 triệu đồng và giảm giá tới 70% cho các phụ kiện, ví dụ như là bàn phím, chuột này hay là đế cạn nhiệt anh em nhé. Anh em lưu ý là sự kiện này chỉ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 cho tới ngày 15 tháng 9 thôi anh em nha. Số lượng thì có hạn nên là anh em hãy nhanh tay tham khảo ngay giá ưu đãi ở phần mô tả video anh em nhé. Và bây giờ chúng ta hãy quay lại video ngày hôm nay. Rồi, cái đầu tiên khiến cho chiếc laptop này nó trở nên gọi là cao cấp, đúng rồi, nó sẽ đến từ cái độ hoàn thiện của máy. Như mình lúc nãy đã nói là khung máy được làm phần lớn bằng nhôm đúng không? Thì chúng ta có một mặt A, nhôm. Và nếu anh em đã quen mặt với những chiếc Acer Helios Predator này, Acer Helios Neo các thứ này, thì chúng ta có một cái mặt A nhôm cực kỳ cứng cáp, ấn hơi flex một tí ở phần giữa thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó không phải cái kiểu mà lún quá là sâu đâu, vẫn rất cứng chắc để đem lại cho anh em một sự uy tín nhất định. Và hay ho hơn so với dòng Neo là nó không có những cái logo chằng chịt, rồi là kiểu Sprawl ML, rồi các thứ, rồi lằng nhằng. Thì con này nó chỉ độc một cái logo ở đây thôi. Như mình đã nói ở trên cái chiếc Acer Triton 14, mình có nói ở đây, thì đây là một cái ngôn ngữ thiết kế mà Acer dành riêng cho các chiếc laptop gọi là cao cấp đến từ hãng này. Một cái khiến mình luôn luôn ấn tượng với những chiếc Acer Predator đó chính là chúng ta có một cái dòng... Một cái khiến mình luôn luôn ấn tượng với những chiếc Acer Predator Helios đó chính là một cái phần gáy tản nhiệt trông cực kỳ hoành tráng, hầm bà la lăng đây. Đó anh em thấy không? Wee-hiu. LED ầm ầm. Úi ôi, LED tứ phía LED. Dù là khiến cho cái máy nó hơi to hơn một tí, nhưng thêm LED tăng FPS cho mắt anh em là một. Cái thứ hai là nó cũng bổ trợ luôn cho hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động thêm hiệu quả. Và lát nữa mình sẽ kể thêm ở phần hiệu năng. Ngoài ra thì với một con máy xịn sò như này, chúng ta vẫn không thể thiếu đó là hệ thống cổng kết nối cực kỳ phong phú và đa dạng. Chúng ta có gì? Cổng mạng LAN, 2 cộng 3 cổng USB-A, khe thẻ nhớ microSD, 3.5mm, HDMI, 2 cổng Thunderbolt 4, rồi tứa tơ lưa các loại cổng, anh em không thiếu cổng nào để ăn chơi cả. Nói chung là cực kỳ đã luôn, muốn dùng cổng gì thì cổng, kiểu gì cũng có nhé. Và cái cuối cùng để khiến cho một chiếc laptop cao cấp ở phần hoàn thiện bên ngoài, đó chính là bản lề. Hoàn toàn thể mở được bằng một tay, góc mở đâu đấy khoảng tầm 140-145 độ, và đương nhiên không thèm rung lắc, nó mới ra cái chất của một chiếc laptop có bản lề ngon. Đến một phần cao cấp thứ hai đó chính là màn hình. Như mình đã nói lúc nãy, chiếc Acer Predator Helios 16 này đang được trang bị một tấm nền 2K tỷ lệ 16:10, độ sáng thì loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 469 nit, 496 thì đúng hơn, và gần 500 nit đấy. Và đương nhiên là chúng ta có luôn thêm cả công nghệ đó là Nvidia G-Sync. Đây có phải là một chiếc màn hình ngon không? Quá ngon, 2K 165Hz cơ mà. Nó có mượt không? Có luôn. Và nó có xịn không? Rõ ràng 30 giây cộng thêm cả G-Sync, thành ra là anh em muốn chơi tựa game nào chơi nó cũng ngon cả. Nó sẽ giảm được bớt hiện tượng motion blur cũng như là các hiện tượng liên quan đến ghosting, thì con màn hình này gần như có thể triệt tiêu hoàn toàn cái thứ đó. G-Sync mà, xịn lắm. Thế và ngoài việc chơi game sướng, nhanh, mượt, nhạy của chiếc màn hình này ra, thì độ sáng cũng như là độ no màu đến từ chiếc màn hình này cực kỳ là tốt. Acer Predator Helios 16 có độ phủ màu lên tới 100% sRGB, giúp anh em thoải mái mà có thể edit tất cả thể loại video mà anh em muốn, từ nghiệp dư cho đến bán chuyên. Còn liên quan đến chuyên nghiệp thì anh em sẽ cần một cái màn hình xịn sò hơn tí đấy.
nhưng mà nó vẫn đủ đáp ứng để anh em có thể hái ra tiền với chiếc laptop này. Và đương nhiên để nói về câu chuyện hái ra tiền cho mấy anh em editor thì cấu hình nó cũng phải khủng để edit được video đúng không? Đúng, con này rất khủng luôn. Được trang bị bên trong chiếc Acer Predator Helios 16 này đang là con CPU i7-13700HX là một. Cái thứ hai là RTX 4060 8GB và đi kèm đó là 16GB RAM và một TSSD. Thật sự là với 27 đồng, 28 đồng với chiếc laptop này, mình không nghĩ là nó có một cái cấu hình nó khủng đến thế. Với cả cái không gian lưu trữ nó rất là thoải mái luôn, với một TSSD cũng như là khả năng nâng cấp đi kèm luôn. Bình thường ấy, với khoảng tầm giá này thì anh em ít khi mua được chiếc laptop là 16GB RAM, một TSSD. Thường là đến những chiếc laptop sách tay nhá, ví dụ kiểu Legion chẳng hạn, vẫn sẽ chỉ là có cấu hình khoảng cách là 16-12 thôi. Nhưng đây, Acer rất hào phóng cho anh em được hẳn là 1T thì nó gấp đôi dung lượng thì hoàn toàn là chữ được thoải mái đúng không? Rồi là đến RTX 4060 này, một cạc cực kỳ phù hợp để chạy trên cái con màn hình 2K. Anh em muốn chơi tựa game nào với độ phân giải 2K đều được. Thật sự, mình chơi Valorant con này 2K nhá, với setting vừa phải vẫn chơi được 400 FPS cơ. Ừ, đúng rồi đấy, 400-500 được cơ. Ngon cực kỳ. Là một. Cái thứ hai, với các tựa game AAA ấy, ví dụ như kiểu mình hay test cho anh em là Far Cry 6 2K, Cyberpunk 2077 2K ở mức RTX Medium, nhất là với Cyberpunk, rồi cũng như là Spider-Man các thứ, nó hoàn toàn thể cân rất tốt với độ phân giải đó, chơi cực kỳ mượt, toàn 50-60 FPS phà phà à. Và đây là 2K chứ không phải là Full HD, nét phải hơn gấp đôi một tí luôn đấy, bởi vì lượng điểm ảnh trên con này là 16:10, nó nhiều hơn khá là nhiều, thành ra máy nó cũng phải lốt hơn một tí, nhưng mà nó cũng chả ngán tí nào cả, cực kỳ ngon, cực kỳ mượt. Và ngoài hiệu năng của máy chơi ngon chơi mượt ra thì chúng ta cần phải bàn đến cái khả năng tản nhiệt của con máy này. Với hệ thống tản nhiệt AeroBoost 5 rồi là quạt 3D này kia đến từ nhà Acer thì lại còn kèm luôn cả keo kim loại lỏng, thành ra là nhiệt độ CPU lẫn GPU trên con máy này là cực kỳ mát mẻ. Với các tựa game nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể cân tốt ở mức khoảng cách là 65 độ, 70 độ. Rồi các tựa game nặng hơn thì nó chạm ở mức khoảng tầm 80 độ C. Nó hoàn toàn là một mức nhiệt độ chấp nhận được, có khi là còn gọi là mát được luôn. Bởi vì với những tựa game AAA là thường là những tựa game rất là nặng, 85 độ hay là 90 độ thì chúng ta bắt đầu kêu nóng, mà con này có 80 độ thôi, rất là ok. Và nhiệt độ bề mặt của con máy này, nhất là hai phần kê tay, anh em không hề gặp một hiện tượng nóng nào, nhất là kể cả nút AWSD, những di chuyển. Phần nóng nó sẽ là phần từ phím spacebar đổ lên một chút thôi. Thành ra là nó hoàn toàn thoải mái để cho anh em mang chiếc laptop này đi đây đi đó, chơi game rồi làm việc, không hề bị cấn một tí nào đâu. Mình nói thật, con này rất mát. Và đương nhiên là để cho nó mát như thế thì chúng ta cần phải để chế độ turbo. Ừ, nó ồn không? Có, nhưng mà nó mát không? Nó có luôn. Và đấy là cách mà Acer xử lý, quạt nó phải hơi ồn một tí nhưng mà máy nó phải mát. Đó là một cái gọi là mình nghĩ là sẽ đánh đổi trên chiếc laptop này thôi. Rồi, những cái liên quan đến bàn phím trackpad thì sao? Một bàn phím full size, LED RGB từng phím một luôn, để cho anh em muốn custom cái gì thì custom. Rất là xịn sò, bởi vì dòng Helios này không neo thì nó là dòng laptop gaming cao cấp đến từ nhà Acer. Là một. Cái thứ hai, trải nghiệm gõ phím trên con này nó đem lại một cái âm lượng nó không quá to, nó không hề ồn ào tí nào. Gõ nó rất là mềm và cảm giác tắc tai nó vừa đủ để cho anh em có một độ phản hồi tốt cũng như là chơi game nó đủ nhanh, nhất là anh em muốn spam phím. Và đương nhiên với khung máy bằng nhôm cực kỳ cứng cáp này thì anh em không phải lo vấn đề flex, muốn spam bao nhiêu thì spam nát lực luôn được. Và cái cuối cùng khiến cho mình cực kỳ ưng ở trên chiếc laptop này, nó sẽ là cái phần trackpad được phủ kính với một cái kích thước nó vừa phải trên một cái laptop 16 inch. Gì các thứ rất là mượt mà, như là bấm, click các thứ, nó không hề đem lại cái cảm giác nó bị quá lọp bọp đâu. Gõ rất là sướng và dùng rất là thoải mái, nó không phải là một cái trackpad chống cháy gì cả. Thực sự đây là một chiếc laptop cao cấp. Rồi, và rồi mình sẽ phép tổng kết lại với chiếc Acer Predator Helios 16 này. Với mức giá mình đang cầm ở đây là khoảng tầm 28 củ, nhưng mà anh em click vào link xuống bên dưới thì nó sẽ có sự khác biệt. Nó có ngon không? Nó quá ngon luôn chứ không phải là ngon. Màn hình rất là đẹp, rất là sáng, chơi game rất là sướng. Một, liên quan đến màn hình. Hai, máy thiết kế cực kỳ cứng chắc, hoàn toàn có thể trụ tốt với anh em đâu đấy khoảng tầm 4-5 năm mà trông không hề bị tã tí nào. Ba là hệ thống tản nhiệt cực kỳ mát. Và bốn, đó chính là hiệu năng cực kỳ khủng với hệ thống là i7-13700HX và RTX 4060, cần được mượt tất cả tựa game trên thị trường hiện tại với độ phân giải là 2K. Và anh em muốn chơi game gì thì chơi, thoải mái, không vấn đề gì hết. Và anh em nghĩ sao về chiếc laptop này? Nó có thực sự là một món hời để cho anh em xuống tiền hay không? Hãy comment cho mình ở phía bên dưới. Cũng như đừng quên like, subscribe kênh No 1 Computer để chúng mình có động lực để ra được nhiều video review cũng như là nhiều video content hay ho khác nữa cho anh em. Còn bây giờ thì mình xin phép. Peace out. Đừng quên là con này có giảm giá với cả Back to School nhé.